Đôi khi, mọi người cảm thấy thèm ăn đồ ngọt. Nhưng nếu bạn có cảm giác thèm ăn đồ ngọt thường xuyên, kéo dài và bạn không thể cưỡng lại được, thì rất có thể bạn đang gặp phải một vấn đề sức khỏe. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, nguyên nhân khiến cơ thể thèm ăn đồ ngọt là do chế độ ăn chưa khoa học. Nếu chế độ ăn uống của bạn ít chất đạm, chất béo lành mạnh và chất xơ, bạn có thể gặp phải những thay đổi về lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Gặp stress. Nếu bạn đang bị căng thẳng, nhiều khả năng bạn sẽ tìm đến đồ ăn để giải khuây. Do tác động của đường đối với các hormone tạo cho bạn cảm giác dễ chịu, nên đồ ngọt là lựa chọn tự nhiên khi bạn cảm thấy buồn. Mất cân bằng giấc ngủ. Thiếu ngủ, mất ngủ, mệt mỏi thường dẫn đến cảm giác thèm và có xu hướng lựa chọn đồ ngọt để bổ sung nhiều hơn. Tiêu thụ ít calo hơn. Nếu bạn đang nhịn ăn hoặc không ăn đủ calo thì cảm giác thèm đường của bạn có thể tăng. Ăn nhiều đường. Bạn đang ăn nhiều đường thường xuyên, cơ thể bạn càng thèm đường. Nghiên cứu cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa các loại thực phẩm bạn ăn thường xuyên và sở thích của bạn đối với loại thực phẩm đó. Cảm giác thèm đồ ngọt nhiều hơn bình thường chủ yếu là do sự thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể. Vậy cụ thể bạn đang thiếu những chất gì? Thứ nhất, thiếu canxi và magie. Nếu thèm thứ gì đó ngọt như nước có ga, bạn có thể đang thiếu canxi và magie. Thành phần chính trong nước giải khát là caffeine, nên nó có thể giúp bạn tỉnh táo nhưng cũng có thể gây nghiện. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nước ngọt không giúp bạn bổ sung hai loại khoáng chất này, mà ngược lại sẽ khiến cơ thể thiếu hụt canxi và magie trầm trọng hơn. Ngoài nước ngọt có ga, nếu bạn đang thèm một thanh sô-cô-la, có thể cơ thể của bạn đang thiếu magie. Hay lo lắng, căng thẳng, thậm chí là trầm cảm là những biểu hiện của sự thiếu hụt magie. Thứ hai, thiếu chrome. Khi cơ thể thiếu chrome, nó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng lượng đường trong máu và khiến bạn cảm thấy không có đủ năng lượng để hoạt động. Lúc này, bạn sẽ cảm thấy thèm đồ ngọt. Trong cơ thể, chrome và insulin đóng vai trò cân bằng lượng đường trong máu, kiểm soát cân nặng và cảm giác thèm ăn. Hạ đường huyết hoặc rối loạn đường huyết do thiếu chrome khiến cơ thể sẽ tìm đến đồ ngọt. Thứ ba, thiếu vitamin B. Thèm đồ ngọt khi tâm trạng căng thẳng, ủ rũ hay buồn bã cũng có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu vitamin B trầm trọng. Các vitamin B bao gồm B1, B2, B3 và B5 là những vitamin tham gia vào quá trình tạo ra năng lượng. Khi não không được cung cấp đủ năng lượng để hoạt động, tinh thần bị áp lực khiến cơ thể tìm đến đồ ngọt để cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, bạn có xu hướng ăn nhiều chất béo hơn. Kết quả là bạn có xu hướng tăng cân sau một thời gian căng thẳng. Để tránh tình trạng này, không nên ăn đồ ngọt, hãy bổ sung các loại thực phẩm như đậu nành, đậu phộng, dầu cá và uống nhiều nước cam hơn. Thứ tư, thừa adrenaline. Nếu bạn thường cảm thấy căng thẳng hoặc chóng mặt khi đứng và thường xuyên mắc chứng đau cổ họng, khát và phải đi tiểu thường xuyên thì chính là dấu hiệu cơ thể bị thừa adrenaline. Adrenaline là hormone của tuyến thượng thận do tuyến thượng thận tạo ra và có nhiệm vụ điều hòa sự hoạt động của thần kinh. Tuyến thượng thận tiết hormone adrenaline và cortisol khi chúng ta chịu nhiều áp lực. Khi chịu nhiều áp lực liên tục, các tuyến này có thể trở nên chậm chạp trong phản ứng và đó là lý do cơ thể tự động thèm ăn ngọt nhằm cung cấp thêm năng lượng. Loại bỏ tất cả các thực phẩm chứa đường là không thực tế vì cơ thể của bạn cần có thời gian để thích nghi với những thói quen mới, ngay cả khi những thói quen đó là thói quen lành mạnh. Việc cai nghiện đồ ngọt là thực hiện chế độ ăn giảm dần lượng đường và để cai nghiện thành công, bạn cần thực hiện những cách sau. Thứ nhất, ăn nhiều protein. Việc ăn nhiều protein giúp duy trì năng lượng cơ thể trong quá trình cai nghiện đồ ngọt và tránh đói. Những cơn đói sẽ không thể dụ dỗ bạn ăn một thanh kẹo hoặc ăn đồ ngọt khác. Bạn nên bổ sung protein từ thịt gia cầm, cá, thịt nạc, các loại rau và hạt giàu protein ở cả bữa chính và bữa nhẹ. Thứ hai, ăn nhiều chất xơ. Các chất xơ chứa nhiều trong rau và các loại hạt giúp bạn giảm triệu chứng khi cai nghiện đồ ngọt như đau đầu, buồn nôn mà vẫn giữ được cảm giác thèm ăn. Thứ ba, uống nhiều nước. Uống nhiều nước giúp cơ thể bạn cảm thấy thoải mái hơn trong giai đoạn này. Ngoài ra, cảm giác khát thường bị nhầm so với đói. Uống một ly nước giúp bạn chống lại cơn thèm ăn và sự thôi thúc ăn quá nhiều để thỏa mãn cơn thèm. Thứ tư, tránh chất làm ngọt nhân tạo. Chất làm ngọt nhân tạo vẫn tạo hương vị ngọt nhưng không chứa hoặc chứa ít calo. Mặc dù vậy, sử dụng chất ngọt nhân tạo lại làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt. Người dùng có thể bị phụ thuộc.
hãy cố gắng tránh xa các loại thực phẩm ngọt, ngay cả các chất làm ngọt nhân tạo, để cai nghiện một lần và mãi mãi. Thứ năm, kiểm soát căng thẳng. Nghiên cứu cho thấy căng thẳng làm tăng cảm giác thèm ngọt, do đường giúp làm dịu các hormone gây căng thẳng. Vì thế, kiểm soát căng thẳng giúp bạn cai nghiện đồ ngọt dễ dàng hơn. Đi dạo, nói chuyện với bạn bè hay đọc cuốn sách yêu thích là cách đơn giản giúp bạn kiểm soát tình trạng tâm lý này. Thứ 6. Ngủ đủ giấc. Ngủ không đủ giấc có thể khiến các triệu chứng khi cai nghiện đồ ngọt trở nên trầm trọng hơn như thèm ăn, mệt mỏi. Một giấc ngủ tốt sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, có năng lượng cao hơn, cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Để giấc ngủ ngon hơn, bạn nên hạn chế ngủ trưa và tạo thói quen ngủ ở một giờ nhất định vào mỗi tối.